Đâu, lúc B ở đâu? Tha này hả? Ok. Đây là, nay là mình với bạn ha. Đi xử lý cái máy bơm phòng cháy chữa cháy hả? Trong bao lâu vậy? Đây là lúc B 90 nha. Cái cũ nó bị hư rồi nè. Thì mình sẽ thay cho lại cái xe mới. Ok không? Cho con 15 ngựa bánh tắp kia. Chào anh. Đấy, xài cái này thì đời nào nó bị hư được đó. Chín mươi. Kín tuyệt đối. Cái này thì hư. Ron này không? Hôm qua anh tháo đây ra nó hư được không? Đúng rồi, nó bung ra không? Cứ có cái này bàn được. Hả? Tính hết rồi. Anh làm chú phút mơ được. Có được, quay về cho công ty đó coi. Khổ. Em chào chị. Em lại kê tạm lên cái này đi. Dạ. Dạ. Có thêm một chút mưa vào cái. Mua cái gì? GoPro. Cái này hả? Trời, cái này có 3-4 trăm ngàn mới mua được. Tao mua làm gì? Tao mua là mày cười tao à? Cười gì đâu? Cái này có keo AB bao nhiêu? Vậy à? Cần không? Cần không? Nếu mà mua cái AB thì mình phải chờ nửa tiếng. Của em cho hỏi cái hai cái là cái gì vậy? Cái rơ le. Rơ le cảm biến động. Nó không, áp. Ví dụ cái đầu của mình mở ra cái áo nó tụt đi nó sẽ cho chạy thôi. Ok luôn. Không luôn rồi. Chắc lấy cho ông còn bình thường sáng nó lấy nó tiêu rồi. Đây, mình vặn vô. Ok ok. Đây là xoáy nổi. Đúng không? Cái đầu cái này nó rời. Ừ, cái đó là chỉ là cái lột rác thôi. Mình nói là xoay tay thôi. Không, cứ thấy lộn chặt đó. Được rồi, các bạn lên hết cỡ mình xiết vòng kia là được. Cái hồ này mấy khối đây anh? Hồ ra ngoài luôn đó hả? Được không? Xài xài cái đó đi. Nó không có dơ, quay quay. Rồng quá rồi. Cái xốp không sao đâu. Vì sao vậy? Mình hạ xuống B dưới hồ chứa rồi ha. Đây, dưới đó cũng 90 nha. Giờ sẽ nối cấp nối chống rung vào. Cái chống rung đúng rồi, cái này đây. Nó không có bị rung tới
giờ mình bằng một bên vô trước đi. Không sao đâu, cái này mình mix xong giờ bằng một bơm trước. Chưa? Đây là mùa nước. Anh em là biết cái mùa nước này chưa? Hết thùng. Cái máy bơm này để điện 24/24 chứ. Đại sứ cho mình nó có mảnh yếu như ông nói. Ok, mình đã lắp xong cái sau rồ đó ha, nhớ gì rò rỉ chỗ đó mình cũng xử lý luôn rồi ha. Ở đây là cái rô le cao áp này, nó dành cho máy chữa cháy luôn nha. Nó xài ok, nó bên mình cũng đang bán rô le này đây. Đấy, 390.000 một cái đấy, không đùa được đâu. Cái sản dụng này à, vậy thì 40 có không? 40 mà. À, vậy thì mình cầm rồi. Anh coi quá quên đủ chưa? Đang xả đúng không? Nói cho mình rồi, ok rồi. Sao anh không tu dò vô bơm thử? Không. Thôi, tôi cũng mệt lắm.